BOM, Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Mauritius, thành lập năm 1967 của bạn. Johannesburg, thành phố giàu có nhất ở châu Phi với 2 tỷ phú USD của bạn. Lục địa đen chiếm 20,4% tổng diện tích đất đai trái đất của bạn. GSE, sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất châu Phi, nằm ở San Tôn của bạn. Cape Town, thành phố Nam Phi giàu có thứ hai trên lục địa Nam bán cầu của bạn. Guido Hilden, tiến sĩ đại sứ CALP Đức tại Việt Nam của bạn. Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương của bạn. Tạ Quang Bửu, thư viện thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội của bạn. Hang động Châu Vết Pon Đi Ác, bằng chứng cuộc sống thời đại đồ đá cũ bảo tồn tốt nhất trên thế giới của bạn. Về nữ Willendorf, bức tường nhỏ cao hơn 11 cm được tạo ra vào khoảng 2000 năm trước của bạn. Vệ nữ Brass Sam Powy, hình nhân bằng ngà voi tạo ra vào khoảng 2000 năm trước của bạn.